Gần như mỗi đứa trẻ ở ngôi trường này ấy, thì được thầy cô gần như là đánh thức theo cái cách của riêng mỗi bạn, theo một màu sắc khác nhau, không có bạn nào giống bạn nào cả. Vì thế nên là mình nghĩ rằng là ngôi trường đã nhìn thấy không có đứa trẻ nào là yếu kém, chỉ là đứa trẻ chưa biết đưa cái nguồn lực sức mạnh của mình ra mà thôi. Mình cũng thấy nó hơi giống một cái phong cách là giáo dục khai phóng. Ở Việt Nam rất hiếm một trường nào đào tạo một cách đầy đủ, cân bằng cả việc từ tâm, trí cho đến thể chất. Thực sự là hôm nay tôi cũng rất là xúc động, bởi vì trước đây mình cũng đã từng được dự những cái lễ tốt nghiệp như thế này, mà hôm nay là được dự cái lễ tốt nghiệp của các con thì thật là cảm xúc cũng không biết nói thế nào. Rất nhiều cái hạnh phúc cũng như là cái sự xúc động trong buổi ngày hôm nay. Thì rất là xúc động và hạnh phúc chứng kiến cái buổi lễ tốt nghiệp của các con. Sau 3 năm các con được học tập tại trường The Dewey. Bạn Dương thì bản thân là bạn Dương là người khá là dè dặt, khép kín mà thường ít giao tiếp với các bạn xung quanh. Đấy, nhưng mà khi tôi cảm nhận là khi mà cháu tham gia học tập ở Dewey ở trường thì nhất là cháu cũng có cái gì đấy nó cởi mở hơn. Đấy, cởi mở hơn đối với bố mẹ, đấy, đối với gia đình. Nhưng mà cái sự kiện mà mình thấy là ấn tượng nhất ấy là đợt vừa rồi trong năm 2012 là các con tổ chức một cái kịch về Đinh Bộ Lĩnh hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thì đến thực sự là khi mà tập kịch thì các con cũng không nói gì đâu, chỉ mời bố mẹ đến thôi. Nhưng mà trong khi mà đến được tham gia thì nhìn được những cái bộ hóa trang ra những ông Đinh Bộ Lĩnh con ấy thì mình thấy rất là ấn tượng, mà các bạn ấy thực sự là trưởng thành. Và được nghe cũng thầy cô nói là các bạn đã tự dàn dựng, tự lên ý tưởng cho toàn bộ cái vở kịch đấy. Nên là mình thấy là con mình cũng rất là phát triển, bởi vì là bình thường mình ở nhà thì cảm giác là bạn ấy rất là người nội tâm, rất là kín đáo ấy. Mình có nói chuyện thì cũng thích cái câu mà phương châm của trường nói rằng là giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống mà giáo dục chính là cuộc sống. Thì mình thấy cái điểm đó nó rõ nhất trong cái con của mình. Đấy là cái điểm mà mình hài lòng. Và với trường Dewey thì cũng là một môi trường học quốc tế, rất là tạo cho các con một cái môi trường tự lập, tạo cho một cái sự trưởng thành và khuyến khích những cái năng lực bản thân rất là nhiều. Trường đề ra những cái core value để mà khuyến khích các con thì mình nghĩ rằng là nếu mà trường kiên định với cái việc đó thì sẽ là mình sẽ tạo được một cái văn hóa, nó sẽ dần nó sẽ thành một cái bề dày lịch sử, một cái bề dày văn hóa của nhà trường. Chúc cho nhà trường là luôn luôn kiên định giữ được cái tôn chỉ mục đích của mình, giữ được cái triết lý là giáo dục của mình, giữ được những cái core value để mà tạo ra một cái văn hóa cho nhà trường từ thế hệ này sang thế hệ khác.